Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều đồn đoán về tương lai của Nguyễn Công Phượng trong thời gian qua. Vậy những người trong cuộc ở Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói gì? Chúng ta sẽ được biết ở phóng sự sau đây. Chứng kiến sự hòa nhập tốt của Nguyễn Công Phượng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia đánh giá sân Thống Nhất có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất cho chân sút đang thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng cũng vì thế, báo chí xuất hiện hàng trăm lời đồn đoán xoay quanh tương lai Công Phượng. Người ngoài ngõ là vậy, còn người trong nhà thì dường như khá bối rối và không muốn lên tiếng về vấn đề này. Nhưng Nguyễn Công Phượng sẽ trở về phố núi sau khi bản hợp đồng cho mượn ở Thành phố Hồ Chí Minh hết hạn, hay Bầu Đức sẽ tiếp tục cho tiền đạo này xuất ngoại một lần nữa? Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đây, Chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thắng cũng đánh giá rất cao khả năng của Công Phượng ở nước ngoài. Vấn đề chỉ là tìm được đội bóng phù hợp. Những cầu thủ của xuất phát từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và tôi nghĩ nếu mà Công Phượng được chơi ở câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ mà đội Arsenal hoặc là đội Barcelona, đấy là tôi ví dụ như thế, những cái câu lạc bộ mà có tính chất kỹ thuật như thế, thì cậu ấy chắc chắn sẽ phát huy được cái khả năng đó. Nguyễn Công Phượng thì hẳn đã quá quen với những lời đồn đoán, lần này cũng vậy, anh chọn cách im lặng để tập trung trở lại.